Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin rất mới, rất nóng mà chúng tôi vừa nhận được. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, tin chấn động toàn Trung Quốc, một cơn bão siêu mạnh được biết đã đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc vào chiều ngày hôm nay, đe dọa trực tiếp hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Đây được cho là một thảm họa nhân loại trong năm 2021. Cơn bão được biết giật trên cấp 15, giật trên cấp 17 vào chiều ngày hôm nay, lúc 15 giờ 30 phút, nó đã càn quét qua bến Thượng Hải của Trung Quốc, đánh sập một con tàu sân bay, 3 con tàu hải cảnh và một căn cứ quân sự của ông Tập Cận Bình, chìm xuống đáy Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa trồng mưa, bão trồng bão liên tục xảy ra tại Trung Quốc, khiến cho tình cảnh của Trung Quốc bây giờ tan hoang không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi. Người ta cho biết rằng nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì Trung Quốc là một chính quyền tham lam, ngông cuồng và bành trướng. Chính quyền Trung Quốc chính là tác giả của con Covid-19. Đã bây giờ trên thế giới đang phải lao đao của con Covid này. Thưa quý vị và các bạn, tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải gánh chịu những cái hậu quả đầy đau thương mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại này. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn bão được cho là siêu mạnh, giật trên cấp 15, dự kiến một vài ngày tới sẽ đổ bộ trực tiếp vào con đập Tam Hiệp tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Khả năng 99% con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong ngày hôm nay. Hiện tại người dân của Trung Quốc ở các tỉnh thành phố phía Nam đã được sơ tán khẩn cấp lên các đỉnh núi như Vạn Lý Trường Thành để tránh trú, bởi vì con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại người dân của Trung Quốc đang chạy tán loạn tìm các nơi ẩn trú. Con đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất của Trung Quốc bắc qua con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán. Nếu mà con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì đây được cho là một thảm họa nhân loại. Trong năm 2021, toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn chìm ra ngoài khơi Biển Đông. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình và hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa trồng mưa, bão trồng bão liên tục càn quét ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc của Trung Quốc, khiến cho người dân của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thống kê nhanh thì tờ báo China Morning Post cho biết mùa mưa lũ năm nay Trung Quốc thiệt hại lên tới 8 tỷ đô la Mỹ, và đây được cho là một con số cực kỳ đau buồn cho chính quyền Trung Quốc trong năm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là một nước tham lam, ngông cuồng và bành trướng. Trung Quốc luôn ấp ủ những cái âm mưu xâm chiếm vùng Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Chính vì vậy, Trung Quốc bây giờ đã phải chịu những cái hậu quả do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình bởi những cái trận động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập hơn 2 tháng vừa qua, tức là hơn 80 ngày đêm vừa qua. Quý vị có biết bầu trời của Trung Quốc là một màu gì không? Đó chỉ là một màu đen tối và u ám mà thôi. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc gây ra. Và bây giờ, hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả đầy đau thương do chính phủ Trung Quốc gây ra. Và bây giờ hơn 600 triệu người dân của Trung Quốc đang vô cùng là run sợ. Nếu như con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thật, tình hình con đập Tam Hiệp bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Và tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ luôn tục cập nhật, update gửi tới cho quý vị và các bạn tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Cần Thơ cho biết ngày 27 tháng 11, địa phương này đã ghi nhận thêm 835 ca mắc mới, nâng tổng số ca ghi nhận trên địa bàn thành phố tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay là 23.233 trường hợp. Trong tuần qua từ 21 đến 27 tháng 11, thành phố Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 6.954 ca mắc Covid-19. Cụ thể, ngày 27 tháng 11, Cần Thơ ghi nhận 835 ca, ngày 26 tháng 11 ghi nhận 1.067 ca, ngày 25 tháng 11 ghi nhận 1.310 ca, ngày 24 tháng 11 ghi nhận 942 ca, ngày 23 tháng 11 ghi nhận 914 ca, ngày 22 tháng 11 ghi nhận 989 ca và ngày 21 tháng 11 ghi nhận 897 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại thì Cần Thơ đang cách ly tại nhà 19.298 người, trong đó có 8.289 F0 đang cách ly tại nhà. Điều trị tại nhà là 8.039 trường hợp F1 đang cách ly tại y tế tại nhà. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết,
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đơn vị này đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị tại một số bệnh viện để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Theo đó, tầng 1 quản lý và điều trị F0 tại nhà các trạm y tế lưu động. Trạm y tế thực hiện tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà. F0 đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của trạm y tế. Tầng 3 điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch, bệnh nhân lĩnh vực chuyên khoa, bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý cấp cứu. Về chăm sóc bảo vệ tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Trong một số diễn biến liên quan để tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành công văn số 341 CPTU về việc thực hiện công tác phối hợp việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân do có bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Để thực hiện tốt công tác trong việc chuyên viện tiếp nhận cấp cứu các bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển biến nặng, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, cơ sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Sở Y tế thành phố, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Thành ủy về việc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo ngành y tế thành phố tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc hóa và phân nhân lực phục vụ hoạt động phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó, đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt là phải nhanh chóng tiếp cận thăm khám điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp chuyển viện cấp cứu đối với bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển biến nặng khi được chuyển đến viện với phương châm chăm sóc bảo vệ tính mạng người dân là trên hết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện yêu cầu khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Cụ thể thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương tiếp nhận phân bố vaccine phòng COVID-19 cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để tổ chức tiêm ngay. Tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân quận, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực Thành ủy, bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố và kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Cần Thơ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các quận, huyện tổ chức tiêm ngay vaccine cho COVID-19 được phân bổ cho đối tượng là trẻ em từ 12 tới 17 tuổi trên địa bàn thành phố, đảm bảo sử dụng và tổ chức tiêm vaccine phải an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng và hoàn thành trong thời gian sớm nhất, báo cáo kết quả về thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Thưa quý vị và các bạn, có thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được, đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định số 4028 QĐ Ủy ban nhân dân quy định rõ trách nhiệm về quyền hạn của các đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý F0 trên địa bàn thành phố. Quy định này nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo chặt chẽ, chủ động và hiệu quả trong quản lý F0 tại nhà và cộng đồng. Theo đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến trách nhiệm và quyền hạn của các cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, bao gồm trạm y tế xã và trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng. Cụ thể, trạm y tế xã phải sẵn sàng tiếp nhận, cập nhật danh sách số người F0 trên địa bàn, phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp F0 được chăm sóc tại nhà do trạm y tế xã và trạm y tế lưu động đảm trách, chịu trách nhiệm phân bổ số lượng F0 đến các trạm y tế lưu động, thường xuyên liên lạc với tổ chức chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng để hỗ trợ đảm bảo hoạt động chăm sóc F0 theo đúng quy định. Bên cạnh đó thì các trạm y tế phải chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật danh sách số điện thoại liên lạc của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, người cao tuổi, có bệnh nền, béo phì, có thai để có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc phù hợp, tiêm vét vaccine tại nhà đối với người không thể đến điểm tiêm được, cách ly tập trung người F0 thuộc các hộ gia đình này, công bố số điện thoại của trạm y tế xã và số điện thoại của các trạm y tế lưu động trên cùng địa bàn để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, mỗi trạm y tế lưu động phải có một bác sĩ, 1 đến 2 điều dưỡng do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh điều động và ít nhất 3 nhân sự không phải y tế do địa phương điều động. Mỗi trạm y tế lưu động quản lý 5 đến 100 hộ có F0. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận danh sách F0 từ trạm y tế xã, trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà,
theo dõi sức khỏe F0 mỗi ngày, cập nhật diễn biến và phần mềm quản lý. Tùy theo diễn biến của bệnh có thể cấp phát thuốc bổ sung theo điều trị của các pháp đồ. Khi F0 có dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý người mắc bệnh COVID-19 chịu trách nhiệm hướng dẫn xử lý cấp cứu cho người bệnh, đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh cấp xã, cấp huyện để được hỗ trợ xử lý kịp thời, cấp cứu chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật HCDC, Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, Trung tâm Y tế cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và các bệnh viện trong chăm sóc và quản lý F0 tại nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Quý vị đi ra khỏi nhà hãy đeo khẩu trang 5K và thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Khi có thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc con đập Tam Hiệp của Trung Quốc diễn biến ra làm sao, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật update gửi tới cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.